chào tất cả quý khách hàng. Đây là thuốc diệt mối BMC90 dạng bột và công ty em đang về đất mới nhất tính đến thời điểm hiện tại. Và một thùng nguyên như vậy là có 100 chai, mỗi chai là 80g. Có một chút thay đổi là hạn sử dụng của sản phẩm này bây giờ lên đến 5 năm. Và bây giờ em sẽ khui thùng bên trong để quý khách hàng nào đang tìm hiểu dòng thuốc diệt mối dạng bột BMC90DB diệt mối theo công nghệ sinh học Việt Nam thì cùng em xem sản phẩm và để biết được cách mà mình mua được sản phẩm chính hãng để diệt mối cho tận gốc nha mọi người. Mọi người chờ em một chút xíu, em lấy cái kéo em cắt. Tại vì là hàng nhập về là nguyên một kiện như thế này là chưa có khui. Cái dây này á, là để mình rinh cái thùng á mọi người. Em xin lưu ý đến tất cả mọi người là dòng sản phẩm này trên thị trường bán rất là nhiều. Và vì sao mà mọi người mua về diệt mối mà nó không hết? Và có những loại thuốc có nhiều màu khác nhau, ví dụ như là màu xanh, màu hồng hoặc là màu trắng. Thì để mà biết được chính hãng của nhà sản xuất BMC90 thì mọi người lưu ý giùm em là chọn dòng sản phẩm BMC bên trong bột màu xanh nhạt nha mọi người. Còn màu trắng và màu hồng thì bên em không đảm bảo chất lượng. Và dòng sản phẩm này thì bên em nhập có xuất VAT, có nghĩa là đóng thuế cho nhà nước nên là hàng chính hãng 100%. Khi mua sản phẩm bên em thì không bao giờ gặp trường hợp hàng giả. Vì nếu mà tình trạng hàng giả thì bên em không nhập được, vì là công ty hẳn hoi chứ không phải là bên em bán hàng trôi nổi. Nên là quý khách hàng là công ty cần xuất hóa đơn VAT thì cứ liên hệ trực tiếp em nha. Bây giờ thì mua hàng ở trên mạng rất là dễ, nhưng mà điều quan trọng là mọi người tìm hiểu làm sao để mình mua được cái nơi uy tín, chất lượng, về sử dụng thì nó sẽ hiệu quả và an toàn cho những người trong gia đình của mình. Tại vì thuốc thì mọi người không có mua nhiều, có nghĩa là khi bị thì mới mua, hoặc là mọi người cần mua thuốc chống mối thì cũng phải vài năm, 3 năm, 5 năm mọi người mới mua một lần. Nên cứ phải mua hàng chất lượng để mình về mình diệt nó hiệu quả, an toàn, không có độc hại. Bên em là công ty diệt mối và côn trùng Thành Công nha mọi người. Mọi người có thể lên Google gõ là công ty diệt mối Thành Công và mã số thuế như thế nào mọi người. Cứ tìm hiểu, bên em làm việc từ năm 2012 đến giờ rồi. Nên là những mặt hàng bên em phân phối là đảm bảo uy tín và chất lượng chính hãng của nhà sản xuất 100%. Đây là giấy tờ của hãng đó mọi người, có nghĩa là có những cái hướng dẫn sử dụng của thuốc diệt mối BMC thì em để qua một bên đây. Lát nữa em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng. Đối với diệt mối thì có rất là nhiều cách diệt. Mọi người có thể sử dụng bằng thuốc nước, cũng có thể sử dụng bằng thuốc bột. Thuốc bột thì là công nghệ sinh học Việt Nam, nó không có độc hại, nhưng mà là hơi tốn cái thời gian làm. Là có nghĩa là khi mà mọi người thấy mối nó xuất hiện thì mọi người phải dùng cái hộp nhử, nhử mối ra và sau đó mới xịt thuốc. Thì trong cái giai đoạn mà nhử mối là tầm khoảng 15 ngày là mối nó sẽ ăn cái, nó vào nó ăn trong cái hộp nhử rồi mình mới bắt đầu xịt cái thuốc bột BMC vô. Thì cái dòng sản phẩm này nó hay một cái là khi xịt vô là con mối nó dính thuốc, nó tự động rút về tổ và lây lan cả tổ luôn. Nên là sẽ diệt được trọn ổ mối. Và sau đó thì một tuần sau khi xịt thuốc thì mọi người dẹp dọn hết cái khu vực đã diệt mối, thu dọn hộp bỏ đi. Và nếu mà mọi người kỹ thì mua thêm cái thuốc chống mối về mình xịt để mình ngăn ngừa mối. Hãng sản xuất bây giờ sản xuất cái chai nhựa trong nó nhìn rất là kỹ, và bên trong mình nhìn thấu luôn cái thuốc nó màu xanh nhạt đó mọi người, không phải màu trắng nha mọi người. Màu trắng tinh thì bên em không có bán, màu hồng thì bên em cũng không có bán. Và lưu ý khi mà mọi người mua hàng thì mở điện thoại lên và đưa cái camera máy ảnh á, đưa vào cái mã QR này thì mọi người check nó sẽ ra luôn cái công ty sản xuất thuốc BMC90. Đây là sản phẩm em bán duy nhất và bên em chỉ bán một loại thuốc bột duy nhất này thôi, chứ không có bán nhiều loại nha mọi người. Thì trong một thùng này thì có 100 chai, thì 50 chai bên trên, 50 chai bên dưới nha mọi người.
Bên em bán rất là lâu rồi nên là nếu mà mọi người quan tâm dòng sản phẩm thuốc bột BMC90 thì cứ liên hệ trực tiếp em mua hàng để đảm bảo là hàng chính hãng nha mọi người. Vì bây giờ bán thì ai cũng nói mình bán hàng thật, không ai nói mình bán hàng giả đâu. Nhưng mà cái quan trọng là mọi người phải tìm được là công ty bán nè, với lại là có địa chỉ công ty rõ ràng, hàng hóa mình kiểm tra mình check đúng thì mình mới lấy hàng. Nên là khi mua hàng bên em là mọi người không có lo sợ bất kỳ một vấn đề gì hết. Và có trường hợp nào thì hoặc là mọi người cần em tư vấn cách sử dụng thì cứ liên hệ trực tiếp em qua số điện thoại là 0976075288. Đây là số của em, mọi người có thể gọi hoặc là nhắn qua Zalo cũng được nha. Em xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và em kính chúc mọi người có một cuộc sống tốt lành, xanh sạch, đẹp và không có tác hại của côn trùng. Em xin chào và hẹn mọi người ở những video lần sau ạ.